Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Bố mẹ Phùng Ngọc Huy đã chịu đựng những gì để đổi lấy sự bình yên cho cháu nội Lavi? Giữ im lặng hoàn toàn trước sóng gió mà bố mẹ Mai Phương gây ra trong suốt thời gian qua, bố mẹ Phùng Ngọc Huy đã nhẫn nhịn rất nhiều để đổi lại sự bình yên cho cháu nội của mình. Trong suốt thời gian xảy ra lùm xùm xoay quanh chuyện nội bộ riêng tư của gia đình diễn viên Mai Phương, bố mẹ Phùng Ngọc Huy với danh nghĩa là ông bà nội của bé Lavi ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Tuy nhiên, cả hai đã chọn cách im lặng hoàn toàn trước mọi sóng gió. Điều này khiến không ít người thắc mắc liệu bố mẹ Phùng Ngọc Huy có thực sự quan tâm tới cháu nội hay không. Cách đây vài ngày, khán giả bất ngờ khi thấy sự xuất hiện lần đầu tiên của bố mẹ Phùng Ngọc Huy trong đám 100 ngày mất của Mai Phương. Ông bà cùng bảo mẫu Lavi và quản lý Mai Phương đã đến chùa viếng hương cố diễn viên hết sức trang trọng. Thời điểm Mai Phương mới qua đời, bản thân của Phùng Ngọc Huy phải nhận nhiều điều tiếng từ cộng đồng mạng. Ở vị trí làm cha làm mẹ, hẳn ông bà nội Lavi đã khổ tâm rất nhiều, nhưng họ nhất quyết ẩn thân để tránh gây thêm phiền phức, không lên tiếng phân trần, không mượn truyền thông để làm lẫn chuyện. Cách hành xử cam chịu văn minh của bố mẹ Phùng Ngọc Huy đã phần nào xoa dịu được biến cố. Hiện tại bé Lavi đang sống trong vòng tay của ông bà nội hợp tình hợp pháp. Điều này khiến nhiều người yên tâm cho sự phát triển của bé Lavi trong thời gian chờ đợi Phùng Ngọc Huy từ Mỹ trở về đón con. Thật may khi cuộc chiến giữa hai bên nội ngoại bé Lavi đã không xảy ra. Nếu đôi bên khẩu chiến thì giờ này không biết người trong cuộc phải mệt mỏi đến nhường nào. Hoàng Thị Linh diện đồ ngủ đôi dính nhau như Sam trong tiệc sinh nhật Nghiêu Lê, thế này muốn giấu cũng khó. Hết sánh đôi trong tiệc sinh nhật Minh Hằng, Nghiêu Lê và Hoàng Thị Linh lại bị soi khoảnh khắc tình tứ cạnh nhau trong tiệc sinh nhật của Nghiêu Lê. Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận, nhưng với mật độ thân thiết với số lần sánh đôi xuất hiện tình tứ đã khiến cho Hoàng Thị Linh và Nghiêu Lê trở thành một cặp đôi được quan tâm nhất nhì V-Biz. Thời gian gần đây, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm khi thường xuyên công khai chung khung hình với hội bạn thân. Tối ngày 7 tháng 7, Nghiêu Lê tổ chức sinh nhật cùng hội bạn gồm vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng, Khả Ngân, Nô Phước Thịnh, v.v. Để dành cho chủ bữa tiệc nhiều niềm vui trong dịp đặc biệt, cả nhóm đã chọn trang phục pyjama làm chủ đề. Ngoài ra, nếu soi kỹ sẽ thấy sự xuất hiện của một nhân vật giấu mặt nhưng vẫn rất quen quen với mái tóc dài màu nâu cam. Dân tình nhanh chóng gọi tên Hoàng Thị Linh, tình tin đồn của Nghiêu Lê. Đáng nói, hai người thậm chí còn mặc đồ giống hệt nhau.